Kỳ Duyên xin mời các bạn cùng Kỳ Duyên đến một nơi quanh năm nắng ấm. Lần này Kỳ Duyên đi là vào giữa tháng 12, ở Mỹ là đang mùa đông mà các bạn coi đấy, khí hậu vẫn đẹp tuyệt vời. Đặc biệt, nếu các bạn mê đánh golf thì ở đây trong vòng 20 mile không chỉ có một sân golf, hai sân golf mà có tới 100 sân golf. Nhiều đến độ ở đây họ có những cái lane dành riêng cho xe golf chạy dù là đang chạy ở ngoài đường. Wow, các bạn thấy không? Nơi đây gọi là The Village ở Florida, và đặc biệt hơn nữa là nơi đây là nơi dành cho người già về hưu. Thưa các bạn, Kỳ Duyên đang đứng ở một nơi mà phải gọi là thiên đàng cho những người lớn tuổi. Lớn tuổi ở đây là nó có những thành phố ở Florida mà những người sống được ở đây thì phải trên 55 tuổi mới được vô cái nhà ở đây. Nhưng mà không phải già là không làm gì được nữa đâu quý vị. Ở đây những người già suốt ngày đi đánh golf, đi nghe nhạc, đi nhảy đầm, đi shopping, và đời sống của họ là còn thần tiên hơn là giới trẻ nữa. Mình thấy tất cả những chiếc xe golf này là cho những người già lái. Và quý vị sẽ thấy ở đây các cụ đi ăn hàng đêm vẫn nắm tay nhau, vẫn tình tứ. Và đây là một nơi lý tưởng để tất cả những người lớn tuổi nên về đây. Những thành phố này gọi là The Villages, và nó nằm khoảng chừng một tiếng cách xa Orlando ở Florida. It's a great, chưa bao giờ Kỳ Duyên thấy những cụ già mà đầy sức sống như vậy. Một miền nắng ấm triền miên, và một nơi lý tưởng Kỳ Duyên gọi là this is Disneyland cho những người già. Let's go. Già ở đây không có nghĩa là vào viện dưỡng lão, nằm thui thủi một mình trông chờ những ngày con cháu tới thăm, mà có nghĩa là sáng đi đánh golf, chiều chạy thẳng xe golf tới trung tâm thành phố để đi ăn, đi nhậu vào quán bar, gặp gỡ nhau với những chương trình văn nghệ và những tiếng hát lớn thời xưa như Righteous Brother, Jersey's Boy. Ngoài ra, các người lớn ở đây còn đi tập thể thao, đi đánh bài, gặp gỡ. Nói chung là cho tất cả những người tâm hồn còn trẻ. Buổi tối không gian lên đèn đẹp như trong tranh. Đấy các bạn thấy không? Wow! Mà không phải chỉ vào những dịp lễ đâu nha. Đêm nào ở đây cũng đầy những ánh sáng. Đi ra đường là có ban nhạc sống chơi, tiếng nhạc rộn rã khắp nơi. Chúng ta thường nghĩ là người già thì phải đi ngủ sớm, nhưng ở đây các cụ hình như hơi khác.